Sau khi trải qua biến động với sự ảnh hưởng bởi một số sàn tập trung thì một số các anh em crypto đã chuyển sự chú ý của mình sang các cái sàn phi tập trung hay còn gọi là các sàn DEX. Và một trong số những sàn DEX nổi bật trên hệ sinh thái Ethereum đó chính là Tokenlon. Trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ giới thiệu cho các anh em về sàn DEX này cũng như là chia sẻ về các tính năng nổi bật cũng như là những điều mà làm nên sự đặc biệt của sàn này nhé. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Và như mọi video khác thì đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư, anh em hãy luôn sáng suốt trước mọi quyết định số tiền của bản thân nhé. Đầu tiên hãy cùng đi tìm hiểu xem Tokenlon là gì. Tokenlon là một dự án thanh toán và giao dịch phi tập trung dựa trên nền tảng blockchain khá là an toàn và đáng tin cậy dành cho tất cả người dùng. Tokenlon thì sẽ tổng hợp các giao dịch này, dữ liệu giá từ các sàn phi tập trung trên nền tảng Ethereum và đưa cho người dùng tỷ giá tốt nhất, được cập nhật liên tục với sự tiện dụng và sự nhanh chóng. Phiên bản mới nhất của dự án là Tokenlon 5.0 thì cho phép người dùng tổng hợp và tìm ra tỷ giá tốt nhất ở trên 3 sàn lớn là SushiSwap, Uniswap và Curve. Vậy đặc điểm nổi bật của Tokenlon là gì? Về bản chất thì dự án Tokenlon sẽ kết nối người dùng với các cơ sở dữ liệu để giúp người dùng tìm ra được những giao dịch hiệu quả, an toàn cũng như là với chi phí thấp nhất. Điều này thì khá là khó khăn trên thị trường phi tập trung do sự bất cân đối về mặt thời gian này, bất đối xứng về thông tin, dữ liệu cũng như là có rất nhiều phương tiện thanh toán khác nhau. Vì vậy cho nên là việc kết nối dữ liệu của Tokenlon sẽ giúp cho người dùng tìm được những cái tài sản với mức giá thấp nhất, một điều rất là khó khăn ở trên thị trường phi tập trung hiện nay. Hiện tại thì việc tìm được mức giá tốt nhất của một tài sản ở trên market là một việc rất là khó khăn do tính phân tán thanh khoản của các tài sản ở trên market DeFi. Đặc điểm nổi bật tiếp theo đó chính là dự án Tokenlon thì có rất nhiều cơ chế kinh tế khác nhau. Thứ nhất là cơ chế mua lại, thứ hai là cơ chế staking, thứ ba là cơ chế khai thác, thứ tư là cơ chế quản trị và cuối cùng là cơ chế quỹ. Nổi bật trong các cơ chế này đó chính là cơ chế mua lại, tức là dự án Tokenlon sẽ sử dụng một phần phí được phát sinh trong những giao dịch ở trên Tokenlon để mua lại token và chuyển đến quỹ dự trữ làm phần thưởng cho cơ chế staking. Bên cạnh các cơ chế trên thì anh em cũng nên lưu ý thêm một cơ chế cực kỳ đặc biệt của dự án Tokenlon, đó chính là cơ chế Trade Mining. Cơ chế Trade Mining là một điểm sáng của dự án Tokenlon khi mà cơ chế này được sinh ra với mục đích là phát triển thêm cơ chế khai thác cũng như là quản lý vấn đề lạm phát của Tokenlon. Sau khi khai thác hết 200 triệu token ban đầu thì số lượng Tokenlon mới sẽ được phát hành dựa trên công thức như sau, anh sẽ để lên trên màn hình cho anh em theo dõi. Và số lượng token này thì sẽ được chia cho những người tham gia vào hệ thống của Tokenlon thông qua hệ thống là Trade Mining. Anh em thì có thể tham gia Trade Mining của dự án Tokenlon bằng việc là tham gia đóng góp trong dự án bằng nhiều cách khác nhau. Mỗi pool của dự án thì sẽ có từng reward khác nhau dựa trên sức mạnh khai thác của các anh em. Mình đề xuất là anh em có thể tham gia kiếm phần thưởng từ hệ sinh thái của Tokenlon bằng một trong hai vai trò là trader hoặc là referral để có thể tối đa hóa phần thưởng của mình. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm một số các tính năng của Tokenlon nhé. Để trải nghiệm dự án Tokenlon thì anh em sẽ cần phải có một số các cái ví Web3. Ở đây thì mình đề xuất là anh em nên thiết lập ví MetaMask. Tiếp theo thì anh em có thể trải nghiệm một số các cái tính năng như là Instant Swap này, hay là Limit Order hoặc là Grab ETH. Với Instant Swap thì đây là một cái tính năng giúp cho người dùng có thể lấy được tốc độ nhanh nhất để thực hiện các cái giao dịch ở trên Tokenlon. Tuy nhiên là với tốc độ giao dịch nhanh như thế này thì phí gas ở trên Ethereum Network cũng sẽ tương đối là cao, cho nên là anh em hãy cân nhắc kỹ lưỡng khi mà sử dụng tính năng này nhé. Còn với chức năng Limit Order thì đây sẽ là cái chức năng cho phép người dùng thực hiện các cái thiết lập lệnh mua hoặc là bán ở trước đó và đợi sau khi mà giá khớp đến cái mức mà đặt limit thì giao dịch sẽ được thực hiện. Tính năng này thì sẽ được phát triển ở trên mạng lưới Arbitrum để giảm thiểu phí gas khi mà giao dịch thực hiện. Nhìn chung là với sự xuất hiện của Limit Order tương tự như một số cái sàn SEC thì chúng ta thấy là dự án Tokenlon đang đem đến một cái trải nghiệm tốt hơn cho người dùng ở trên hệ sinh thái DeFi khi mà người dùng có nhiều lựa chọn hơn với một số các cái tính năng ưu việt cũng như là chi phí thấp hơn. Bên cạnh đó thì với tính năng Instant Swap thì sẽ phù hợp cho những anh em mà muốn giao dịch nhanh hoặc là với số lượng lớn, tuy nhiên là phần phí gas sẽ khá là cao. Tất nhiên là tất cả những cái tính năng này thì sẽ có các ưu và nhược điểm riêng, cho nên là anh em phải cân nhắc khi sử dụng nhé. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu token của dự án mang tên là LON hay là LON.
LON là token ERC20 chạy trên nền tảng token LON. Một số các cái ưu điểm của token này đó chính là khi mà anh em nắm giữ token LON thì anh em sẽ có quyền là được giảm phí. Hiện nay thì token LON đang tính phí là 0.3% trên mỗi giao dịch. Nếu như anh em hold thì sẽ được giảm cái mức phí này xuống mức thấp hơn. Ngoài ra thì khi mà hold token LON thì anh em cũng sẽ được quyền tham gia vào một số những cái việc vote để quản trị cho hệ thống cũng như là đưa ra những cái quyết định lớn cho hệ thống sau này. Một số thông tin cơ bản về token LON như là tổng cung này, market cap hay là các cái địa chỉ ví thì mình sẽ để hình ở trên này cho anh em theo dõi nhé. Ngoài ra thì Irene cũng đang để trên màn hình cho anh em là roadmap của dự án hay là lộ trình phát triển trong tương lai. Có rất là nhiều các kế hoạch đáng chú ý của dự án Token Lon mà chúng ta có thể quan tâm. Ví dụ như là vào năm 2023, tức là phase 4 của dự án, thì dự án sẽ phát triển thêm cross-chain channel. Tiếp theo sẽ là cách kiếm và sở hữu Lon Token. Hiện nay thì Lon Token đã được niêm yết trên một số cái sàn lớn như là OKX, Gate.io hay là KuCoin. Anh em có thể mua ở trên các cái sàn này và lưu trữ token LON ở trên một số các cái ví phổ biến hiện nay như là Trust Wallet, MetaMask hay là Coin98, hoặc là anh em có thể lưu trữ ở trên một số các cái ví lại phổ biến hiện nay. Cuối cùng thì chúng ta hãy cùng đánh giá xem tương lai của dự án token LON sẽ đi về đâu và chúng ta có nên đầu tư vào token này hay không nhá. Với việc ra mắt của dự án token LON cũng như là việc dự án này đang tổng hợp được 3 sàn với thanh khoản lớn là Uniswap này, SushiSwap và Curve, thì đây là một lợi thế rất lớn khi mà dự án đang đi đầu trong xu thế DEX aggregator, hứa hẹn là sẽ bùng nổ trong tương lai. Với sự cam kết của mình thì dự án token LON hứa hẹn sẽ trở thành một dự án tiên phong đi đầu trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cho thị trường tài chính toàn cầu, kết nối các dự án blockchain theo một cách mở và toàn diện nhất. Anh em hãy cùng theo dõi tương lai của dự án nhé. Và vừa rồi anh đã giới thiệu cho các anh em về dự án Token LON cũng như là những điểm nổi trội của dự án. Anh em nghĩ sao về sàn DEX này? Liệu anh em có đầu tư vào Token LON hay là LON Token hay không? Anh em hãy comment cảm nhận cũng như là suy nghĩ của mình ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cho Coin68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye.